Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-xe tại trên núi Sinai rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Trong 6 năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thu hoạch thổ sản. Nhưng năm thứ 7 sẽ là năm Sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình, chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho không hớt sữa, ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ. Phàm vật gì mà đất sinh sản trong năm Sa-bát sẽ dùng làm đồ ăn cho ngươi, cho tôi trai tớ gái ngươi, cho kẻ làm thuê của ngươi và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với ngươi, cùng luôn cho lục súc và thú vật ở trong xứ ngươi nữa. Hết thảy thổ sản dùng làm đồ ăn vậy. Ngươi cũng hãy tính 7 tuần năm, tức 7 lần 7 năm. Thì giờ của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm, rồi đến ngày mồng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỷ cho các ngươi. Ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Năm thứ 50 này là một năm hân hỷ cho các ngươi. Không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sinh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sữa, vì là một năm hân hỷ, sẽ làm thánh cho các ngươi, phải ăn những thổ sản. Trong năm hân hỷ này, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ. Nếu các ngươi bán hay là mua vật chi với kẻ lân cận mình, thì chớ lận anh em mình. Ngươi sẽ cứ lấy số năm từ sau năm hân hỷ mà mua với kẻ lân cận mình. Còn người cứ lấy theo số năm có hoa lợi mà bán. Tùy theo số năm sau năm hân hỷ, ngươi sẽ bù thêm giá. Tùy theo số năm ít, ngươi sẽ giảm bớt giá, vì theo số mùa gặt mà người bán cho ngươi. Chớ ai trong vòng các ngươi làm lận kẻ lân cận mình, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi khá làm theo mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta và noi theo, như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ. Đất sẽ sinh sản hoa lợi cho các ngươi sẽ ăn no và được ở bình yên trong xứ. Ví các ngươi nói rằng, nếu chúng tôi chẳng gieo, chẳng gặt mùa màng, thì trong năm thứ 7 sẽ lấy chi mà ăn? Năm thứ 6, ta sẽ giáng phước cho các ngươi, và năm ấy sẽ trúng mùa bù 3 năm. Năm thứ 8, các ngươi sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ cho đến mùa màng mới của năm thứ 9. Đất không được đoạn mãi, vì đất thuộc về ta. Các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, hãy cho phép chuộc đất lại. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Nếu người nào không có ai được quyền chuộc lại, nhưng tự lo cho có chi chuộc lại được, thì phải tính từ năm đã bán, bồi số trội cho chủ mua, rồi người sẽ được nhận sản nghiệp mình lại. Nếu nguyên chủ không tìm đủ giá đặng trả cho, đất bán sẽ thuộc về người chủ mua cho đến năm hân hỷ. Đoạn, đất sẽ ra khỏi tay chủ mua và về nguyên chủ. Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có vách bọc, thì có được phép chuộc lại cho đến giáp một năm sau khi bán. Phép chuộc lại của người chỉ trong một năm trọn vậy. Còn nếu không chuộc lại trước khi giáp hạn một năm trọn, thì nhà ở trong thành có vách bọc đó sẽ về chủ mua và dòng dõi người mãi mãi. Đến năm hân hỷ, nhà đó không ra khỏi tay họ. Nhưng
Các nhà ở nơi hương thôn không có vách bọc lấy thì kể như ruộng đất, chủ bán có phép chuộc lại. Đến năm Hân Hỷ, nhà sẽ về nguyên chủ. Còn về các thành của người Lê-vi và về các nhà của họ ở trong thành đó, thì người Lê-vi luôn luôn có quyền chuộc lại. Ai mua của người Lê-vi một cái nhà tại trong thành người Lê-vi, đến năm Hân Hỷ, nhà đó sẽ về nguyên chủ, vì các nhà cửa tại trong những thành người Lê-vi là sản nghiệp của họ giữa dân Israel. Những ruộng đất thuộc về thành người Lê-vi không phép bán, vì là nghiệp đời đời của họ. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời, và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Egypto, đặng ban cho các ngươi xứ Canaan và làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi. Người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê, người ở đậu sẽ giúp việc ngươi cho đến năm Hân Hỷ. Đoạn, người và con cái người thôi ở nhà ngươi, trở về nhà và nhận lấy sản nghiệp của tổ phụ mình. Vì ấy là những tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ Egypto, không nên bán họ như người ta bán tôi mọi. Ngươi chớ lấn lướt mà khát bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Còn tôi trai tớ gái thuộc về ngươi thì sẽ do các dân chung quanh mình mà ra. Ấy do nơi những dân đó mà các ngươi mua tôi trai tớ gái. Các ngươi cũng có phép mua tôi mọi trong bọn con cái của kẻ khách kiều ngụ nơi mình và của họ hàng chúng nó sinh ra trong xứ các ngươi. Vậy họ sẽ làm sản nghiệp của các ngươi. Các ngươi để họ lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình, hằng giữ họ như kẻ tôi mọi. Nhưng về phần anh em các ngươi là dân Israel, thì không ai nên lấn lướt mà khắc bạc anh em mình. Khi một khách ngoại bang hay là một người kiều ngụ nơi ngươi trở nên giàu, còn anh em ngươi ở cùng họ lại nên nghèo, đem bán mình cho kẻ khách ngoại bang kiều ngụ nơi ngươi, hay là cho một người nào trong nhà kẻ khách ngoại bang ấy. Sau khi đã đem bán mình rồi, thì sẽ có phép chuộc lại. Một anh em người được chuộc người lại, hoặc bác chú, hoặc con của bác chú, hoặc một người thân thích cũng được chuộc người lại, hay là nếu người có thế, thì chính người phải chuộc mình lấy. Người sẽ tính cùng chủ mua từ năm nào mình đã bán mình cho đến năm Hân Hỷ, và giá bán sẽ tính theo số năm nhiều hay ít, tức là tính như ngày công của người làm thuê vậy. Nếu còn nhiều năm, thì hãy cứ số năm này, cân phân theo giá đã bán mình mà chuộc lại. Nếu đến năm Hân Hỷ còn ít năm, thì hãy tính với chủ mua, cứ theo số năm này mà thối hồi số mua mình lại. Họ đối cùng chủ như một người làm thuê năm. Chủ không nên lấn lướt mà khát bạc người trước mặt ngươi. Nếu người không được chuộc lại bởi các thế ấy, đến năm Hân Hỷ, người và các con trai người sẽ được ra tự do. Vì dân Israel là tôi tớ ta, tức các tôi tớ ta đã đem ra khỏi xứ Egypto. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Chương 26. Các ngươi chớ làm những hình tượng, hoặc hình chạm, hoặc hình đúc. Chớ dựng trong xứ mình một hòn đá nào có dạng hình, đặng sấp mình trước mặt hình đó, vì ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Hãy giữ lễ Sa-bát ta và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Jehovah. Nếu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo, thì ta sẽ giáng mưa thuận thì, đất sẽ sinh hoa lợi và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái. Mùa đập lúa sẽ lần đến mùa hái nho, mùa hái nho sẽ lần đến mùa gieo mạ. Các ngươi sẽ ăn no, ở bình yên trong xứ mình. Ta sẽ giáng sự bình tĩnh trong nước, các ngươi ngủ không sợ ai dọa. Ta sẽ diệt những loài thú dữ khỏi xứ, gươm giáo chẳng đưa qua xứ các ngươi. Các ngươi đuổi theo quân nghịch, họ sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. 5 người trong các ngươi sẽ đuổi theo 100, 100 trong các ngươi sẽ đuổi theo một muôn, và quân nghịch sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. Ta sẽ đói lại cùng các ngươi,
làm cho sinh sản và thêm nhiều, cùng kết lập giao ước với các ngươi. Các ngươi sẽ ăn hoa lợi cũ mình và đem cái cũ ra đặng chừa chỗ cho cái mới. Ta sẽ lập chỗ ở ta giữa các ngươi. Tâm hồn ta không hề ghê gớm các ngươi đâu. Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập hầu cho khỏi làm tôi mọi. Ta đã bẻ gãy cái ách của các ngươi, làm cho các ngươi đi ngước đầu lên. Song nếu các ngươi không nghe ta, không làm theo các điều răn này, nếu khinh bỉ mạng lệnh ta và tâm hồn các ngươi nghịch cùng luật pháp ta, đến nỗi không làm theo những điều răn ta mà bội sự giao ước ta, thì này là những điều ta sẽ giáng cho các ngươi. Ta sẽ giáng cho các ngươi sự kinh khủng, bệnh tổn và rét, làm hư mòn con mắt và nhọc mệt tâm hồn. Các ngươi gieo mạ luống công, quân thù nghịch sẽ ăn hết. Ta sẽ nổi giận cùng các ngươi, các ngươi sẽ bị quân thù nghịch đánh đập. Kẻ nào ghét các ngươi sẽ lấn lướt các ngươi, và các ngươi sẽ chạy trốn không ai đuổi theo. Nếu đến đổi vậy mà các ngươi không khứng nghe ta, ta sẽ vì cớ tội phạm thêm gấp 7 lần đặng sửa phạt các ngươi, và ta sẽ dẹp sự kiêu ngạo về năng lực các ngươi. Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng. Năng lực mình hao mòn vô ích, đất không sinh sản huê lợi, cây cối không kết bông trái. Nếu các ngươi phản đối cùng ta và không muốn nghe ta, thì ta sẽ tùy theo tội phạm giáng tai vạ trên các ngươi gấp 7 lần nữa. Ta sẽ sai những thú đồng đến tha con cái các ngươi đi, ăn hại súc vật, diệt số người ra ít, và đường nẻo các ngươi sẽ vắng tanh. Dẫu đến những việc ấy mà các ngươi cứ không phục sự sửa phạt ta, cứ phản đối cùng ta, thì ta đây cũng sẽ nghịch lại cùng các ngươi, và vì cớ tội lỗi sẽ giáng tai vạ cho các ngươi gấp 7 lần nữa. Ta sẽ khiến gươm giáo đến trên các ngươi đặng báo thù sự giao ước ta. Khi các ngươi hội hiệp trong những thành mình, ta sẽ giáng dịch hạch đến giữa các ngươi và nộp các ngươi vào tay thù nghịch. Khi ta dẫn sự đói kém đến, 10 người nữ sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò, cân bánh trao lại cho các ngươi. Các ngươi sẽ ăn mà không no. Dẫu đến đổi vậy mà các ngươi cứ không khứng nghe ta, còn phản đối cùng ta, thì ta cũng sẽ nghịch lại cùng các ngươi cách giận dữ, và vì cớ tội lỗi các ngươi sẽ sửa phạt gấp 7 lần nữa. Các ngươi sẽ ăn thịt con trai con gái mình. Ta sẽ hủy diệt những nơi cao các ngươi, phá đổ những hình mặt trời, và để thay các ngươi chồng trên thay của hình tượng mình. Tâm hồn ta sẽ ghê gớm các ngươi. Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ, các nơi thánh quạnh hiu, và ta chẳng còn hưởng mùi thơm về của lễ các ngươi nữa. Ta sẽ làm xứ ra đồi bại, đến đổi kẻ thù nghịch ở tại đó cũng lấy làm lạ. Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân và rút gươm ra đuổi theo sau các ngươi. Xứ các ngươi sẽ hoang vu, thành sẽ vắng vẻ. Trọn trong lúc đất bỏ hoang vu và các ngươi ở trong đất của kẻ thù nghịch, khi đó đất sẽ được an nghỉ hưởng những năm sa bát. Trọn lúc đất bỏ hoang vu sẽ được an nghỉ, vì lúc các ngươi còn ở đất đó, nó không được an nghỉ trong những năm sa bát của các ngươi. Còn ai trong các ngươi sống sót lại, ta sẽ làm cho họ nhát gan trong xứ của thù nghịch mình. Tiếng lá khua sẽ làm cho họ chạy trốn, khác nào chạy trốn trước lưỡi gươm, té ngã mà không ai đuổi theo. Người này vấp ngã trên người kia như trước ngọn gươm, vốn chẳng ai rượt đuổi theo họ. Các ngươi không thể chịu nổi trước mặt quân thù nghịch mình. Các ngươi sẽ bị chết mất giữa các dân. Đất kẻ thù nghịch sẽ nuốt các ngươi. Ai trong các ngươi còn sống sẽ vì cớ gian ác mình và gian ác của tổ phụ mà hao mòn trong xứ kẻ thù nghịch mình. Khi ấy, họ sẽ nhận gian ác mình và gian ác của tổ phụ mình, những tội lỗi họ đã phạm và sự chống trả họ đã cự cùng ta. Đến đổi ta cũng chống trả lại, dẫn họ vào xứ kẻ thù nghịch. Bây giờ, nếu lòng không chịu cắt bì của họ sẽ tự hạ mình xuống và sẽ phục điều sửa phạt về gian ác mình, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước ta đã lập cùng Gia-cốp, cùng Y-sác, cùng Abraham, và ta sẽ nhớ lại xứ này. Vì xứ bị họ bỏ hoang sẽ được nghỉ bấy nhiêu năm sa-bát tùy theo sự bỏ hoang vu bao nhiêu. Họ sẽ chịu hình phạt của gian ác mình bởi vì đã khinh bỉ mạng lệnh ta, và tâm hồn họ đã lấy làm ghê gớm các luật pháp ta. Dẫu vậy,
đang khi họ bị ở trong xứ kẻ thù nghịch mình, ta cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghê gớm họ đến phải hao mòn hết, và chẳng bội sự giao ước ta lập cùng họ đâu, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Ta vì họ sẽ nhớ lại sự giao ước đã lập cùng tổ phụ họ, mà ta đã đem ra khỏi xứ Ai Cập trước mặt các dân, đặng làm Đức Chúa Trời của họ. Ta là Đức Jehovah. Đó là các điều lệ, mạng lệnh và luật pháp mà Đức Jehovah nhờ Môi-se lập ra giữa Ngài cùng dân Israel tại trên núi Sinai. Chương 27. Đức Jehovah phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, khi nào có ai dùng loài người mà khấn nguyện, thì ngươi hãy định giá cho, giá đó thuộc về Đức Jehovah. Nếu ngươi định giá về một người nam từ 20 đến 60 tuổi, thì hãy định cho 50 siếc lơ bạc, tùy theo siếc lơ nơi thánh. Nếu là một người nữ, hãy định giá 30 siếc lơ bạc. Nếu là một đứa con trẻ từ 5 đến 20 tuổi, thì hãy định giá 20 siếc lơ cho một đứa trai và 10 siếc lơ cho một đứa gái. Ví bằng một đứa trẻ từ 1 tháng đến 5 tuổi, thì hãy định giá 5 siếc lơ bạc cho một đứa trai và 3 siếc lơ bạc cho một đứa gái. Nếu một người già cả từ 60 tuổi trở lên, ngươi hãy định giá 15 siếc lơ bạc cho một người nam và 10 siếc lơ bạc cho một người nữ. Bằng người khấn nguyện rất nghèo khổ không nộp được giá tiền ngươi định, thì hãy đem đến trước mặt thầy tế lễ cho người nhất định cho. Thầy tế lễ sẽ tùy theo phương thế người khấn nguyện mà nhất định giá vậy. Nếu khấn nguyện về thú vật dùng làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, thì hễ con thú nào dâng cho Đức Giê-hô-va sẽ là vật thánh. Người ta không nên đổi hay là thế một con tốt cho một con xấu, hay là một con xấu cho một con tốt. Nếu thế một con nào cho một con khác, thì con này và con thế đều sẽ nên vật thánh. Nếu là thú vật ô uế không phép dùng làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, thì phải đem con thú đó đến trước mặt thầy tế lễ. Rồi thầy tế lễ sẽ tùy theo con thú xấu hay tốt mà định giá. Họ sẽ theo giá định của thầy tế lễ mà trả. Còn nếu muốn chuộc lại, thì phải phụ thêm 1/5 giá của người định. Nếu ai biệt nhà mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va, thì thầy tế lễ sẽ tùy theo nhà tốt hay xấu mà định giá. Họ phải nhận lấy giá của thầy tế lễ đã định. Còn nếu kẻ đã biệt nhà mình ra thánh muốn chuộc nó lại, thì phải phụ thêm 1/5 giá người đã định, rồi nhà sẽ thuộc về người. Nếu ai biệt một phần ruộng tổ nghiệp mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va, thì ngươi hãy định giá tùy theo số họ gieo, nghĩa là cứ 50 siếc lơ bạc mỗi một ô me mạch nhà giống. Nếu biệt ruộng mình ra thánh từ năm Hân Hỷ, họ sẽ nhận giá ngươi định. Còn nếu họ biệt ruộng mình ra thánh sau năm Hân Hỷ, thì thầy tế lễ cứ theo số năm còn lại đến năm Hân Hỷ mà định giá ruộng và trừ lại giá ngươi định. Nếu người đã biệt ruộng mình ra thánh muốn chuộc nó lại, thì phải phụ thêm 1/5 giá ngươi định, rồi ruộng sẽ thuộc về người. Còn ví người không chuộc lại và người ta bán ruộng cho người khác, thì không được chuộc lại nữa. Khi đến năm Hân Hỷ, ruộng ra khỏi tay chủ mua thì sẽ trở nên thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va như một sở ruộng cấm. Nó sẽ làm sản nghiệp cho thầy tế lễ. Nếu ai biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va một sở ruộng mình mua, chứ chẳng phải của tổ nghiệp, thì thầy tế lễ sẽ tùy theo giá ngươi định mà đánh giá đến năm Hân Hỷ. Rồi chính trong ngày đó, người này phải nộp số tiền nhất định vì là một vật biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Năm Hân Hỷ, ruộng đó sẽ trở về chủ bán, tức là trở về nguyên chủ. Vả, phàm các giá định đều cứ theo siếc lơ nơi thánh, một siếc lơ giá 20 gera. Song không ai được biệt ra thánh con đầu lòng của súc vật mình, hoặc bò hoặc chiên, vì các con đầu lòng theo phép đã thuộc về Đức Giê-hô-va rồi. Còn nếu là một con thú không sạch, họ phải tùy theo giá ngươi định phụ thêm 1/5 mà chuộc nó lại. Nếu con thú chẳng chuộc lại, thì phải đem bán tùy theo giá định của người. Phàm vật cấm, tức là hết thảy vật chi mà một người hằng dâng cho Đức Giê-hô-va do những của mình có, hoặc người, hoặc loài vật, hoặc ruộng tổ nghiệp, thì chẳng được phép bán, cũng không được phép chuộc lại. Hễ vật gì cấm thì biệt ra chí thánh cho Đức Giê-hô-va.
hễ ai đã bị phú cho Đức Giê-hô-va thì không được phép chuộc lại, họ hẳn phải bị giết. Phàm thuế 1/10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai muốn chuộc lại vật chi về 1/10 của mình thì phải phụ thêm 1/5. Còn về 1/10 của bầy bò hay là chiên, tức là mọi vật chi đi ngang dưới gậy, con thứ 10 sẽ là thánh, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Họ không nên phân biệt con tốt hay là con xấu và cũng không nên đổi. Nếu đổi thì con thú bị đổi và con đổi, cả hai đều biệt riêng ra thánh, không phép chuộc nó lại. Đó là các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se về dân Israel tại trên núi Sinai. Thi Thiên 42. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Đương khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông dự lễ. Rày, tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờ ngã và buồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi bị sờ ngã trong mình tôi. Nên từ xứ Giô-đan, từ núi Hẹt Môn và từ gò Mít-xê-a tôi nhớ đến Chúa. Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa. Các lượng sóng và nước lớn của Chúa đang ngập tôi. Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài. Còn ban đêm, bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là hòn đá tôi rằng, cớ sao Chúa quên tôi, nhân sao tôi phải buồn thảm, vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Trong khi những cừu địch tôi hằng ngày hỏi rằng, Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì chúng nó sỉ nhục tôi, khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và buồn chồn trong mình ta? Hãy trông đợi nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.